Câu e có bao nhiêu điểm thuộc parabol mà cách đều hai trục tọa độ? Tìm các điểm đó. Thì chúng ta phải hiểu cách đều hai trục tọa độ có nghĩa là gì. Bây giờ các em phải tìm cho thầy một điểm mà nó cách đều hai trục tọa độ. Đó là điểm nào? Có rất nhiều điểm mà cách đều hai trục tọa độ. Ví dụ như là điểm điểm 22 này nó cách đều hai trục tọa độ, nó đều cách trục tọa độ các khoảng cách bằng hai đơn vị. Hay là các điểm 11 1, 3, 3. hoặc là điểm âm 2, 2 này nó cũng cách đều các trục tọa độ hoặc là điểm âm 2, âm 2 nó cũng cách đều các trục tọa độ nó đều cách trục tọa độ khoảng cách bằng 2 đơn vị Như vậy thì ta thấy các điểm mà cách đều các trục tọa độ này nó sẽ có tọa độ có dạng là A A hoặc là A trừ A. Các điểm mà có tọa độ là A A như thế này, tức là hoành độ mà bằng tung độ thì nó phải là các điểm thuộc đường thẳng y bằng x. Còn các điểm mà có tọa độ là A trừ A, hai tọa độ đối nhau thì có nghĩa là tung độ đối hoành độ hay là y bằng trừ x. Như vậy nói một cách ngắn gọn, tập hợp các điểm cách đều hai trục tọa độ nó là hai đường thẳng y bằng x và y bằng chữ x. Đây, hai đường thẳng y bằng x và y bằng chữ x. Ở đây đề bài cho như thế này thì chúng ta cần phải tìm ra mối liên hệ giữa tung độ và hoành độ của các điểm như thế này. Ở đây ta đã tìm ra mối liên hệ giữa tung độ và hoành độ của các điểm mà cách để hỏi trục tọa độ nó là y bằng x hoặc y bằng chữ x. Khi đã nhận xét được như thế này rồi thì công việc của chúng ta sẽ là gì? ta sẽ tìm giao điểm của các đường thẳng này với parabol. Như vậy chúng ta sẽ có hai hệ phương trình. Hệ phương trình thứ nhất là y bằng x và y bằng 1 phần 2 x bình phương. Giải hệ này thì rất đơn giản. Từ hệ này thì ta suy ra ngay là x sẽ bằng 1 phần 2 x bình phương. Và chúng ta giải được ngay x sẽ bằng 0 hoặc x sẽ bằng 2 x bằng 0 thay vào thì ta có ngay nó là điểm cốc tọa độ 0 0 còn x bằng 2 thì ta thay vào ta được đó là điểm 22 đây đây chính là hai giao điểm của đường thẳng y bằng x và parabol y bằng 1 phần 2 y bình phương hệ vấn đề tiếp theo là y bằng chứa x và y bằng 1 phần 2 y bình phương thì ta cũng giải được x bằng 0 x bằng âm 2 nó cũng là hai giao điểm gốc tọa độ và điểm âm 22 giao điểm của giao điểm của y bằng chữ x và parabol y bằng 1 phần 2 y bình phương như vậy tóm lại là ta có bao nhiêu điểm thỏa mãn ta có 3 điểm thỏa mãn đó là điểm này điểm này và điểm này là các điểm âm 22 gốc tọa độ 0 0 và điểm 2, 2. Câu f cũng là một câu tương tự như câu e. Có bao nhiêu điểm thuộc parabol mà thỏa mãn khoảng cách đến trục tung gấp đôi khoảng cách đến trục hoành? Như vậy thì ta cũng phải tìm mối liên hệ giữa tung độ và hoành độ của các điểm này để suy ra là nó thuộc đường thẳng nào. Bây giờ chúng ta thử lấy một điểm ở trên trục tọa độ xem là khoảng cách để trục tung và khoảng cách để trục hoành như thế nào. Thầy lấy giả sử như là điểm. Giả sử như thầy lấy điểm này chẳng hạn. Thì đây là điểm có tọa độ là âm 1, 0,5. Thế thì khoảng cách của điểm này đến với trục tung là bao nhiêu? Khoảng cách của điểm này đến với trục tung là là đoạn này, độ dài của đoạn này. Nó có độ dài bằng 1. Còn khoảng cách đến với trục hoành, tức là đoạn này, nó có độ dài bằng 0,5. Như vậy chúng ta thấy khoảng cách đến với trục tung, nó là giá trị tuyệt đối của hoành độ. Còn khoảng cách đến với trục hoành, nó là giá trị tuyệt đối của tung độ. Nhận xét được điều này rồi, thì ta thấy khoảng cách đến với trục tung gấp đôi khoảng cách đến với trục hoành có nghĩa là gì? Khoảng cách đến với trục tung, như ta vừa nhận xét, nó là giá trị tuyệt đối của hoành độ, tức là trị tuyệt đối của x bằng hai lần khoảng cách đến với trục hoành. Khoảng cách đến với trục hoành nó là giá trị tuyệt đối của tung độ. Trị tuyệt đối của tung độ là trị tuyệt đối của y. Như vậy giá trị tuyệt đối của x phải bằng hai lần giá trị tuyệt đối của y. Tức là gì? Tức là hoặc là y phải bằng 1 phần 2 x hoặc là y phải bằng âm 1 phần 2 Dựa vào dữ dự kiện khoảng cách đến với trục tung trục hoành, ta đã xây dựng được mối liên hệ giữa tung độ và hành độ các điểm này. Và ta suy ra là y bằng 1 phần 2 x hoặc y bằng âm 1 phần 2 x. Có nghĩa là gì? Tập hợp các điểm thỏa mãn nó phải là các đường thẳng y bằng 1 phần 2 x hoặc là y bằng âm 1 phần 2 x. Và đến đây ta lại làm công việc tương tự như phần e. Đây là các đường y bằng 1 phần 2x và y bằng 1 phần 2x. Các điểm thỏa mãn đề bài nó sẽ là giao điểm của các đường thẳng này với parabol. Ta lại giải các hệ phương trình. Thì ta được kết quả là có 3 điểm thỏa mãn, nó là các điểm nào? Giải phương trình thứ nhất thì đương nhiên ta sẽ được kết quả x bằng 0 và kết quả thứ hai x bằng đó chính là giao điểm của đường thẳng y 1/2x với parabol đó chính là điểm này. X bằng 1. Còn giải hữu trình này ta được x bằng 0 hoặc là x bằng âm 1. Như vậy có 3 điểm thỏa mãn. Đó là âm 1, 0,5, 0, 0 và 1, 0,5. Đây là 3 điểm thỏa mãn. Thuộc parabol mà khoảng cách này trục tung gấp đôi khoảng cách này trục hoành.